Rất vui được gặp lại các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Cụm thi đua số 4 Công an các huyện, thành phố tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Công an thành phố Đà Lạt bắt hai đối tượng giả danh tu hành để lừa đảo. Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt 350 triệu đồng nhà máy xử lý rác, trôn rác trái phép. Cuối chuyên mục là phóng sự công tác cải cách thủ tục hành chính tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Vừa qua, tại huyện Cát Tiên, Cụm thi đua số 4 Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 12 huyện, thành phố trong cụm đã tiến hành thảo luận, đánh giá các nội dung giao ước thi đua, các hoạt động chung của cụm trong năm 2018. Qua đó, Công an các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, cũng như công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Triển khai và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua, chủ động nắm phân tích dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời đấu tranh với các âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận về các giải pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng như cần nhận diện rõ, khó khăn, vướng mắc để có kế hoạch khắc phục thiết thực trong năm tới. Công an thành phố Bảo Lộc được suy tôn đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua trong cụm. Cụm thi đua số 6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phụ nữ năm 2018. Trong năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng các Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cụm đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó nổi bật như mô hình xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giảm nghèo bền vững. Riêng Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền pháp luật nhiều đợt tại các huyện trong tỉnh, tổ chức thăm tặng quà, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa. Thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc. Tại hội nghị, các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội và bình xét khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018. Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm trên các địa bàn trọng điểm. Nội dung tuyên truyền bao gồm công tác phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, tội phạm có tổ chức và tội phạm hoạt động tín dụng đen. Ngoài việc thông tin các vụ việc cụ thể xảy ra trên cả nước, trên địa bàn, thì các báo cáo viên đã lưu ý đến các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trong thời điểm hiện nay. Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã tổ chức chiếu tiểu phẩm, phóng sự về tình huống giả định cũng như có thật ở ngoài đời để người dân cảnh giác, tích cực phối hợp hoặc cung cấp thông tin cho lực lượng công an, kịp thời ngăn chặn, triệt phá. Với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là trong những tháng cuối năm, vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Trong khoảng thời gian hơn 2 giờ đồng hồ, tại trục đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra hàng chục người điều khiển ô tô, xe máy và đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp lái xe ô tô vi phạm với lỗi nồng độ cồn trong khí thở vượt mức cho phép. Việc kiểm tra nồng độ cồn được Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện thường xuyên không chỉ tại thành phố Đà Lạt mà ở các địa bàn, huyện, thành phố khác trong tỉnh. Theo ghi nhận, việc chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân khá tốt, số người vi phạm giảm thiểu so với những lần kiểm tra trước. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng vừa thưởng nóng 10 triệu đồng và tặng giấy khen cho đội cảnh sát hình sự và đại úy Lê Thế Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng về thành tích xuất sắc truy bắt đối tượng cố tình lùi xe dẫn đến chết người xảy ra vào đêm ngày 27 tháng 10. Theo điều tra, tối ngày 27 tháng 10, Trịnh Văn Giang sinh năm 1983, trú tại phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đến dự sinh nhật một người bạn tại quán ẩm thực Biển Xanh trên đường Trần Phú, thị trấn Liên Nghĩa. Khi ra về, Giang lùi xe ô tô từ sân quán ra đường và va quẹt với xe ô tô của anh Phan Thanh Tâm đang đậu ngoài đường trước quán.
Vì sợ anh Tâm cầm cục đá, đập phá xe của mình và vì tức giận nên Giang cố tình cho xe lùi lại và tông trúng anh Tâm, làm anh này ngã đầu đập xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Giang lái xe bỏ trốn. Đến trưa ngày 28 tháng 10, Giang đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án khởi tố Giang về tội giết người. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 350 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh về hành vi chôn lấp rác thải rắn trái phép. Trước đó, qua kiểm tra tại nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt, do công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư, đóng tại tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, phát hiện đơn vị đầu tư đã có hành vi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách, có công suất xử lý rác thải rắn 70.000 m khối trên ngày. Thế nhưng thực tế hệ thống lò đốt và băng chuyền của công ty hoạt động yếu, có lúc không hoạt động. Công ty đã chôn rác thải rắn dưới lòng đất với tổng khối lượng khoảng gần 100 tấn. Đây là điều trái với dự án cũng như cam kết xử lý rác thải rắn bằng lò đốt, chế biến phân bón hữu cơ và nhiều sản phẩm khác từ rác thải. Ngoài việc xử phạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh phải khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm. Công an thành phố Đà Lạt vừa dựng lại hiện trường vụ giả danh tu hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản do hai đối tượng là Nguyễn Văn Dứt sinh năm 1978 và Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1991 đều trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thực hiện. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 năm 2018, Nam và Dứt cùng một người phụ nữ tên Thu chưa rõ lai lịch đã nhiều lần đến tiệm cắt tóc Khoa Anh trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Đà Lạt, tự xưng là người tu hành tại chùa Đại Ninh, huyện Đức Trọng. Khi biết vợ chồng anh Khoa đang mang thai, các đối tượng đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh Khoa bằng cách bịa ra việc vợ anh Khoa đang bị vong hồn theo và muốn hai mẹ con được bình an thì phải làm lễ giải hạn. Thấy vợ chồng anh Khoa tin tưởng, trong lần thứ ba làm lễ giải hạn cầu bình an cho gia đình, các đối tượng đã dùng tiền âm phủ bí mật mang theo để tráo lấy số tiền 199 triệu đồng của vợ chồng anh Khoa đã được gói lại để đặt trên lễ cúng tượng trưng. Tổng cộng Dứt và Nam đã lừa vợ chồng anh Khoa là 229 triệu đồng. Lễ xong, các đối tượng còn yêu cầu gia đình sau một tuần mới được mở ra sử dụng. Đến ngày 22 tháng 10, anh Khoa lấy tiền thì phát hiện đó là tiền âm phủ nên trình báo công an thành phố Đà Lạt. Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an đã bắt được Nam và Dứt khi đang lẫn trốn tại Tiền Giang. Hiện vụ án và hai bị can đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Công an thành phố Đà Lạt thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ với công an thành phố Đà Lạt để phối hợp giải quyết. Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đóng tại Bảo Lộc đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích trong khi tắm hồ Cai Bản, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 11, trong lúc hái chè, anh Ca Đương, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, đang hái chè trên đồi nhưng do trời nắng nóng nên đã xuống hồ Cai Bản tắm. Khi anh Ca Đương bơi ra xa bờ hồ thì bị chìm. Nhiều người dân hái chè ở gần hiện trường phát hiện đã tri hô và ứng cứu nhưng không kịp. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều tối ngày 4 tháng 11, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách bờ hồ hơn 20 mét và giao cho gia đình mai táng. Do cần tiền mua ma túy để sử dụng, trưa ngày 26 tháng 10, Mai Văn Thập sinh năm 1990, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, đột nhập vào nhà ông Nguyễn Thanh Lập ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, lấy trộm một bao 30 kg củ giống hoa loại hoa lây ơn Pháp đỏ bi mà ông Lập chuẩn bị xuống giống cho vụ hoa Tết. Khi Thập vừa đưa bao củ giống hoa lên xe máy, thì người dân phát hiện truy đuổi, khoảng 3 km thì bắt giữ. Tiến hành đấu tranh, Thập khai nhận, từ đầu tháng 10 đến nay đã thực hiện 5 vụ trộm củ giống hoa của người dân tại địa bàn xã Hiệp An, sau đó mang bán lấy tiền mua ma túy. Được biết, hiện tại củ giống hoa loại hoa lây ơn mà Thập trộm có giá 90.000 đồng trên 1 kg. Người dân địa phương đang chuẩn bị để gieo trồng.
Thập nghiện ma túy từ lâu và mỗi ngày cần từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng để mua heroin. Với hành vi trộm cắp tài sản, ngày 30 tháng 10, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Mai Văn Thập để điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Nguyễn Hải Lưu sinh năm 1971, trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt và Phạm Ngọc Chinh sinh năm 1993, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lưu và Chinh là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Ô Lam chuyên xuất khẩu cà phê. Trong quá trình làm việc, Lưu biết công ty đang dư một lượng lớn cà phê so với giấy tờ đơn hàng. Từ đó, y bàn bạc với Chinh trộm cắp số cà phê trên đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 30 tháng 10, sau khi chất hơn 2,3 tấn cà phê trên xe đưa đi tiêu thụ, thì hai đối tượng bị công ty phát hiện. Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Lưu là thủ kho, còn Chinh là nhân viên xử lý rác thải của công ty. Hiện Công an huyện Lâm Hà đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố xử lý các đối tượng. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến liên hệ công việc. Việc làm này không chỉ tạo được sự đồng thuận của nhân dân, mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, hiếu khách. Một buổi sáng thường ngày tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, khu vực tiếp dân được sắp xếp khoa học, người dân có thể dễ dàng thấy các bảng niêm yết công khai về thủ tục, lệ phí, nội quy và các mẫu khai đề nghị cấp hộ chiếu. Ngoài ra, đơn vị đã bố trí cán bộ trực vào thứ Bảy và các ngày lễ để tạo điều kiện cho người dân ở xa. Cán bộ tiếp dân luôn niềm nở, tận tình hướng dẫn người dân kê khai thủ tục theo đúng quy định. Có nhiều người dân đến từ rất sớm, họ thường nghĩ rằng việc đăng ký hộ chiếu sẽ rất khó khăn với nhiều thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, khi đến làm việc thực tế, được hướng dẫn cụ thể với thời gian làm việc chưa đến 30 phút, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lúc mà chưa đi làm thì em nghĩ là nó rất là khó khăn vậy đó. Nhưng mà lúc em làm thì em thấy là mấy chị thì rất là nhiệt tình, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, rồi việc làm giấy tờ thì rất là dễ. Qua 3 năm thực hiện, điều này đã tạo thuận lợi cho người dân. Bởi trước đây, nhiều trường hợp chụp ảnh ở ngoài khi đến làm hộ chiếu thì hình ảnh không đúng quy định, nên phải đi chụp lại, rất mất thời gian. Theo quy định của Bộ Công an, thời hạn nhận hộ chiếu từ ngày nhận hồ sơ là 10 ngày, nhưng đơn vị đã rút ngắn thời gian còn 8 ngày. Đơn vị cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh trả hộ chiếu qua đường bưu điện đến tận nhà công dân có nhu cầu. Thống kê trung bình mỗi năm, riêng lĩnh vực cấp hộ chiếu cho công dân, đơn vị tiếp nhận khoảng 10.000 hồ sơ, hầu hết không để xảy ra trường hợp chậm trễ trong việc trả kết quả. Còn tại cảng hàng không Liên Khương, mỗi tuần tỉnh Lâm Đồng đón hàng ngàn khách nước ngoài từ các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia đến du lịch và làm việc tại Việt Nam. Để thực hiện các thủ tục nhập cảnh nhanh nhất, đơn vị bố trí cán bộ có chuyên môn và thông thạo ngoại ngữ để thực hiện thủ tục đúng quy định khi nhập cảnh. Cảng hàng không Liên Khương thì hầu như là ngày nào cũng có chuyến, thì các chuyến bay số lượng khách thì lúc nào cũng hầu như là đầy tàu. Thì do tình hình đặc thù của các chuyến bay Trung Quốc thì thường đến vào lúc sáng sớm là khoảng 1-2 giờ sáng, thì anh em ở đây cũng rất là vất vả, thì chúng tôi cũng sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Đặc biệt, từ năm 2017, Công an Lâm Đồng đã triển khai hệ thống đăng ký lưu trú qua Internet đối với các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một bước đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, cũng như việc quản lý chặt chẽ người nước ngoài tại địa phương. Khách nước ngoài đến thì chúng tôi sẽ xin passport kèm visa của khách, và sau đó thì đăng ký vào phần mềm luôn, và sau đó thì sẽ chuyển trực tiếp đến cơ quan công an. Thì việc làm này nó thuận tiện hơn trước rất là nhiều, đỡ phiền hà rất nhiều. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã khai thác thông tin phối hợp quản lý 299.422 lượt người nước ngoài, Việt Kiều đến hoạt động tại Lâm Đồng. Cấp hộ chiếu cho 22.128 công dân thường trú và tạm trú tại địa phương.
tiếp nhận và giải quyết 32.283 hồ sơ cấp thị thực, gia hạn tạm trú. Qua đó phát hiện 10 trường hợp khai không đúng sự thật, 28 trường hợp thay ảnh chứng minh nhân dân, tráo người, mạo danh để xin cấp hộ chiếu. Từ công tác cải cách hành chính trong thời gian qua của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã từng bước tạo được sự hài lòng của người dân bởi tiết kiệm thời gian, chi phí. Qua đó đã xây dựng được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì dân phục vụ. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!